Nghệ An có một gia đình 5 F0, thành lập bệnh viện dã chiến số 6. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có quyết định thành lập bệnh viện dã chiến số 6 với quy mô 450 giường bệnh. Trong khi đó, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An sẽ thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 8 tháng 9 sau khi xuất hiện 5 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Quế Phong, Nghệ An, sáng 7 tháng 9, trên địa bàn phát hiện 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại khu vực xóm chợ thuộc bản Liên Hợp, xã Tri Lễ. 5 bệnh nhân này là người trong một gia đình, gồm vợ chồng và ba con. Gia đình này có một xe khách chuyên chạy hai tuyến cố định là Kỳ Sơn, Tri Lễ Vinh và Tri Lễ Vinh, đã thực hiện chở khá nhiều hành khách. Gia đình có cửa hàng tạp hóa, buôn bán cho nhiều người dân trong vùng, địa phương lân cận. Trong ngày 6 tháng 9, hai bệnh nhân là học sinh đã đi học tại trường tiểu học Tri Lễ 1. Trước mắt, huyện Quế Phong đã thực hiện điều tra, truy vết được 155 F1, trong đó có 35 F1 nguy cơ cao, 9 F1 ở xã Nhôn Mai và Hữu Khuông, huyện Tương Dương và 65 F1 là học sinh. Nhận định những ca bệnh này rất phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An quyết định thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 toàn bộ xã Tri Lễ và thực hiện chỉ thị 16 nâng cao, khu vực xóm chợ. Thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 8 tháng 9. Cũng trong ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có quyết định thành lập bệnh viện dã chiến số 6 với quy mô 450 giường bệnh. Theo đó, bệnh viện dã chiến số 6 được trưng dụng toàn bộ cơ sở vật chất của khách sạn Công đoàn, thị xã Cửa Lò. Bệnh viện này có quy mô 450 giường bệnh, lớn nhất tỉnh Nghệ An hiện nay. Bệnh viện dã chiến số 6 sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được giao nhiệm vụ phụ trách chuyên môn tại bệnh viện dã chiến này. Đến sáng 7 tháng 9, Nghệ An ghi nhận 1.718 ca bệnh. Hiện còn gần 1.000 ca bệnh đang được điều trị, 5 bệnh nhân đã tử vong. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.